Trong suốt hơn 20 năm qua, tại thị trường Việt Nam thì Toyota luôn được đánh giá cao về những cái tiêu chí như là bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và ít hỏng vặt. Về các tiêu chí như là bền bỉ và ít hỏng vặt thì có lẽ chúng ta phải sử dụng trong vòng 4, 5, 6, thậm chí 10 năm thì chúng ta sẽ nhận rõ ra được những cái vấn đề về xe có hay hỏng vặt không, hay là có bền bỉ hay không, những chi tiết nào hay hỏng. Tuy nhiên, ngày nay mức tiêu thụ nhiên liệu, cái chỉ số về tiêu thụ nhiên liệu của một mẫu xe rất quan trọng, được người tiêu dùng rất quan tâm, và chúng tôi cũng vậy. Và với một mẫu xe Toyota thì sao? Và cụ thể chiếc Vios này, phiên bản E, Vios 1.5e được trang bị hộp số CVT, trên tay tôi là chiếc chìa khóa. Chỉ số tiêu thụ của mẫu xe này do hãng công bố là 4,84 lít xăng trên 100 km ở đường cao tốc. Vâng, nó ngang một chiếc xe máy hạng sang, một chiếc xe máy tay ga hạng sang. Và ở đường hỗn hợp là 5,9 lít trên 100 km. Còn đường đô thị, tần suất sử dụng rất nhiều thì sao? Con số đấy là 7,78 lít trên 100 km. Đấy là những con số mà hãng công bố. Trong điều kiện thực tế hàng ngày thì chúng tôi rất muốn đi tìm câu trả lời con số đấy là bao nhiêu. Tất nhiên mọi kết quả nó chỉ là tương đối mà thôi. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Lê Hùng, chúng ta hãy đi tìm một cái kết quả thực tế theo một cái cung đường. Chúng ta sẽ vào phố lòng vòng vòng vèo đi cà phê để tìm ra cái kết quả xem thực tế nó là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ so sánh với kết quả của nhà sản xuất. Tất nhiên rồi, tôi vẫn nói rằng, tôi vẫn khẳng định với các bạn rằng mọi kết quả nó chỉ mang tính chất tương đối, nó có những cái khoảng dao động nhất định. Tôi sẽ reset lại các cái thông số km, đồng hồ, chip A. Tôi đã reset tất cả các chỉ số về không rồi. Chúng ta bắt đầu đo. Ở đây tôi có một hệ thống điều hòa cực kỳ mát của Toyota. Mát rất sâu. Và nếu mà để lạnh, nấc lạnh nhất thì có lẽ tôi phải đắp chăn. Vừa đắp chăn vừa lái xe. Một cỗ máy 1.5, 107 con ngựa và một hộp số CVT. Giờ lên đường. Chuyển sang, tôi sẽ chuyển sang chế độ lấy gió trong. Một nút gạt bằng cơ rất cổ điển. Đi thôi. Trong các chương trình lái thử tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta thường hay là tổ chức thi để tìm ra cái kết quả tốt nhất. Nhưng trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ đi tìm kết quả thực tế nhất chứ không phải là kết quả tốt nhất của xe. Và hãng công bố là 7,87 lít trong điều kiện đô thị, thì hôm nay tôi cũng sẽ đi trong điều kiện đô thị và sẽ đo thực tế xem như thế nào. Toyota thì được phong thần thánh rất nhiều mẫu xe, từ Innova, Vios, rồi là Camry, rồi Fortuner. Rất nổi tiếng. Từ khóa Toyota và những cái tên của Toyota thì quá nổi tiếng rồi. Mẫu Vios thì được thiết kế để đi trong đô thị, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu và hết xăng thì đổ. Đến hạn thay dầu, lọc dầu và đi. Vậy chúng ta thường nghe nói về những mẫu Toyota là như vậy, và đặc biệt mẫu Vios này cũng vậy thôi. Mật độ giao thông khá là thoáng. Và bây giờ thì cũng chưa phải là giờ cao điểm, cho nên việc di chuyển khá là dễ dàng. Bởi vì là tôi muốn kiểm tra cái mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế, cho nên là điều hòa tôi vẫn để ở mức rất là lạnh. Nhạc nhẽo nghe bình thường. Và lái ở chế độ D. Thưởng thức một chút giai điệu của kênh 91 để chờ đến giờ cao điểm. Sau vài phút di chuyển thì tôi đã ra đến đường Phạm Văn Đồng rồi. Và cái ngã tư đèn đỏ ngay từ cầu xuống, đâm ngang xe chéo, xe máy đang veo veo như thế này. Tốc độ trung bình chỉ 10-15 km/h và tôi sẽ bò. Chỉ số nhiên liệu mới được một đoạn ngắn thôi nhưng là bao nhiêu? 10,9 km/l. Chút nữa chúng tôi sẽ lấy kết quả và đổi ra lít trên 100 km/h. Những lúc đường đông như thế này thì khi đi chúng ta cũng phải giữ bình tĩnh, quan sát gương
và giữ tốc độ an toàn, tránh những cái va chạm đáng tiếc. Và cũng không nên tìm những chỗ trống để lách lên, chúng ta nên giữ làn. Nên giữ làn để bảo đảm một cái luồng giao thông nó ổn định. Mặc dù ùn nhưng mà phải ùn ổn định. Phải nói là Vios có một cái tầm quan sát cũng khá tốt đấy, khá rộng. Và ngay là cái khu vực cột chữ A này, khi đi trong phố, đặc biệt là chúng ta cua vuông góc ở các cái ngã tư ở đường đô thị, thì cái cột chữ A này, cái trụ chữ A này rất là quan trọng ở cái tầm quan sát. Nếu mà nó to quá thì có những tình huống là chúng ta sẽ... Tôi đã chọn cái cung đường cũng đầy đủ các cái điều kiện hoạt động. Lúc thì chúng ta có thể đi nhanh được một chút, lúc thì ta lại đi chậm một chút. Tôi nói thật, nếu mà đi xe mà chúng ta cứ bò thì chán lắm. Vâng, thưa các bạn, bây giờ thì đã là 5:15. Tính theo giờ Hà Nội, Bangkok, Jakarta. Khung giờ cao điểm đã bắt đầu với mật độ giao thông đã bắt đầu đông và xuất hiện tình trạng ùn cục bộ. Ví dụ như tôi đang trên con đường tôi đang đi đây chẳng hạn, xe đã phải xếp hàng dài lần lượt chờ qua đèn đỏ. Và mức tiêu thụ nhiên liệu đương nhiên sẽ phải tăng. Trời về chiều thì nhiệt độ đã giảm, ánh nắng cũng đã tắt rồi. Điều hòa để lạnh quá cho nên bây giờ tôi lại phải điều chỉnh nhiệt độ tăng lên một chút. Và mức tiêu thụ nhiên liệu trên đồng hồ báo là 14.0 km/L. Lúc nãy trên con đường thoang thoáng vắng vắng bên Vinhome thưởng thức những cái cảnh khá là thích, thì mức tiêu thụ nhiên liệu nó phải tới 16.5 km/L. Tốt. Và bây giờ sau một hồi loanh quanh trong phố, vào giờ cao điểm đứng nhiều hơn là đi, thì là 14 lít rồi. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục di chuyển để thưởng thức cái hương vị, một trong những cái hương vị rất là đặc trưng của Hà Nội và cũng như các thành phố lớn nói chung, đấy là tắc đường. Cái hương vị này thì rất là khó lẫn, bởi vì là xe đi thì chả theo một cái làn nào cả, ô tô xe máy thì hỗn loạn. Phải nói là có lẽ là cô thương cho nên trong chiều ngày hôm nay tình hình giao thông không phải là một bức tranh quá xám xịt. Rất là tươi sáng, có đông đúc, có ùn nhưng không tắc, rất tốt. Bây giờ là 5:32 chiều. Vâng, đến giờ chúng tôi phải di chuyển đi về rồi, về còn đón con, nấu cơm cho vợ nữa. Và những người đàn ông hiện đại ngày nay thì cũng phải cần vào bếp để hỗ trợ cho những cái việc không tên ở nhà cho những bà vợ. Và tổng cái quãng đường mà Hùng di chuyển mới được có 53.6 km thôi. Hùng cũng đã đi qua những cái con đường thoáng vắng và cũng thưởng thức những cái hương vị giao thông trong những cái giờ cao điểm của Hà Nội. Và thì hy vọng là cái quãng đường này sẽ cho một cái kết quả tương đối là khả quan. Và kết quả là 13.7 km/L. Tức là nó tương đương với 7.3 L/100 km. Một kết quả phản ánh tương đối chính xác so với kết quả của nhà sản xuất mà Lê Hùng đã nói từ ban đầu. Nhìn chung là khi mà đi vào giờ cao điểm đấy thì có mấy cái điều mà Hùng cũng xin điểm lại. Một là Hùng cũng chỉ đi tốc độ rất là chậm thôi, 15-20 km/h, thậm chí bò, thậm chí phanh còn nhiều hơn cả đạp ga nữa cơ. Và đây có thể nói là một cái kết quả cũng không nằm ngoài dự đoán ban đầu của Hùng. Với một mẫu xe nhỏ sử dụng động cơ 1.5 và hộp số CVT như Vios, đây có thể nói là một cái mẫu xe được người tiêu dùng lựa chọn với các tiêu chí như là thương hiệu, ít hỏng vặt, bền bỉ theo thời gian và tiết kiệm nhiên liệu.
Còn bây giờ thì Lê Hùng xin chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những cái chương trình tiếp theo. Bây giờ thì thôi, xin chào các bạn, và Lê Hùng quay về nhà với vợ với con. Và đến giờ cho con bú rồi, cho con bú sữa Bình rồi. Bye bye, xin chào các bạn.